Và Trinh biết không, để khép lại cánh cửa đỏ này á, thì bao giờ cũng vậy, chúng ta phải có một cái món quà dành tặng cho các bạn khán giả. Thì món quà ở đó có thể là các anh chị tới đây nha, thì các anh chị sẽ diễn xuất một cái gì đó, các anh chị sẽ hát, các anh chị sẽ rap, các anh chị sẽ nhảy, các anh chị sẽ hít đất, các anh chị sẽ làm này làm kia, squat này đó, tùy ý là tập luyện hướng dẫn cho các bạn. Thì với em ngày hôm nay em tặng món quà gì cho các bạn để khép lại cửa đỏ đây? Sao nhờ, em nghĩ là thể lực đi. Ok, bây giờ thể lực làm gì? Bây giờ anh cứ đưa ra cái gọi là thể lệ gì, yêu cầu của anh. Thôi, anh cho đưa cho một cô gái đẹp đang ngồi đối diện anh như vậy được, anh sẽ rất là ngại. Cho nên giờ em mặc áo dài chứ bắt em hít đất. Thôi vậy sao mình được nét xua cái này á nè. Em phải có một món quà rồi mới bước vào được cái cửa này. Em chọn về sức khỏe à? Sức khỏe, rồi, về sức mạnh gì? Anh thích làm gì ạ? Anh có một gợi ý, tại vì trước đây có một người bạn của anh đã từng nói, bây giờ thử là cho em sẽ một tay nâng cái ghế này lên. Dạ vâng ạ. Ok không? Nâng. Dạ được ạ. Nâng thử nha. Ok, một tay nha. Dạ. Nâng mấy lần qua coi, nâng mấy lần cái được. 10 lần đó. Rồi, bây giờ mình sẽ giữ trong chữ trong 10 giây. Thôi anh nghĩ là đưa lên xuống đi, 10 lần đi. Dạ. Rồi. 3 2 1 vô. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây, phải quan trọng sắc mặt của em tôi. Hãy rất bình tĩnh cho mọi người. Trời ơi, Trinh ơi, sau cái buổi ngày hôm nay là các bạn khán giả sẽ có thêm rất nhiều nguồn cảm hứng về tập luyện. Giống như đang ở trong văn phòng, buổi trưa đi muốn tập quá luôn, cái ghế văn phòng đã tập luôn. Là được á, là để đó, cánh tay mình săn chắc hơn, không có bị lỏng lẻo hả? Lịch trình tập luyện của em một ngày có nhiều không Trinh? Dạ. Lúc trước thì nó đều đặn hơn anh. Từ khi mà mình có trở lại showbiz cũng như là mình có thêm những cái công việc kinh doanh thì nó sẽ lại bớt đi lại ạ. Nhưng mà anh nghĩ rằng là tập luyện cũng rất là nghiêm khắc với chính bản thân mình, cho nên ngày hôm nay mình thấy rằng là Trinh cũng khỏe đó nha, nữ cường đó mọi người. Rồi hay chưa kể là Trinh còn rất là chịu khó trong cái chuyện là tham gia thử thách ngày hôm nay để tặng một món quà cho các bạn.